Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Hậu. Chương trình tuần này sẽ có những tin đáng chú ý sau. Hội nghị quán triệt tuyên truyền triển khai thực hiện nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, nghị quyết số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân và tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022. Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022, trọng tâm công tác năm 2023, triển khai kế hoạch năm, tặng quà dịp Tết Nguyên đán Quý Mão. Tổng kết công tác văn hóa thông tin và phát thanh truyền thanh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023. Và một số tin đáng chú ý khác. Phần cuối của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Rộn ràng chợ hoa xuân năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 4 tháng 1, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị quán triệt tuyên truyền triển khai thực hiện nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, nghị quyết số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Trần Minh Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Đỗ Hải Điền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Trung tá Nguyễn Văn Lãm, Phó trưởng phòng xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện. Tại hội nghị, đồng chí Trần Minh Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã phát biểu khai mạc và trực tiếp truyền đạt các nội dung nghị quyết số 12 ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Bộ Chính trị, nghị quyết số 13 ngày 10 tháng 10 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí Đại tá Phạm Văn Oánh, Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện, báo cáo tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022, phương hướng năm 2023 và một số nội dung khác. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Hải Điền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ghi nhận biểu dương những thành tích kết quả của các ban ngành đoàn thể, các đơn vị, các xã thị trấn, các tổ chức cá nhân đã đạt được trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị cấp ủy chính quyền các xã thị trấn, thủ trưởng các cơ quan đơn vị trường học, các ban ngành đoàn thể và lực lượng công an huyện tập trung chỉ đạo thực hiện tốt những công tác trọng tâm, tiếp tục quán triệt sâu sắc cho cán bộ đảng viên và tuyên truyền cho nhân dân về quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện về công tác đảm bảo an ninh trật tự nói chung, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc nói riêng trong tình hình mới. Phải xác định rõ công tác đảm bảo an ninh trật tự có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng, chính quyền và phát triển kinh tế xã hội. Đề cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể, cơ quan đơn vị, nhất là của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết 12 của Bộ Chính trị và kế hoạch số 52 của Ban Thường vụ Huyện ủy về xây dựng lực lượng công an huyện, công an các xã thị trấn thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Về nhiệm vụ trước mắt, đồng chí đề nghị cần tập trung chỉ đạo làm tốt công tác nắm tình hình, dự báo tình hình, chủ động giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở, không để phức tạp tình hình, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt việc tổ chức các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán 2023, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết, đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự để nhân dân vui Tết đón xuân an toàn, làm tốt công tác tuyển quân, quản lý chặt chẽ nguồn sẵn sàng nhập ngũ, chủ động có phương án đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giao quân, chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất vụ xuân và thẩm định nông thôn mới. Tại hội nghị đã trao tặng kỷ niệm chương cho 13 đồng chí, khen thưởng của Công an tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện cho các tập thể cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 10 tháng 1,
Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng để đánh giá kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Sự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Minh Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Đỗ Trung Kiên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Đỗ Hải Điền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí đại biểu đại diện các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy. Thực hiện nhiệm vụ năm 2022 trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức do dịch bệnh COVID-19, thời tiết rét đậm rét hại bất thường, tình hình quốc tế dự báo phức tạp, khó lường, giá xăng dầu và các mặt hàng biến động mạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều mặt của đời sống xã hội và hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã đoàn kết thống nhất trên cơ sở bám sát các quan điểm chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, tập trung lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân trong toàn huyện thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng thời lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình kế hoạch đã đề ra. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Minh Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, biểu dương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện năm vừa qua. Về nhiệm vụ trong năm 2023, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị Đảng bộ huyện cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung trọng tâm. Về công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội theo quy định. Tiếp tục làm tốt công tác tổ chức cán bộ theo đúng quy trình quy định, tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, đảm bảo tỷ lệ kết nạp đảng viên, mới hàng năm, xây dựng chi bộ 4 tốt. Công tác kiểm tra giám sát thực hiện theo hướng giám sát diện rộng, chú trọng tự giám sát từ cơ sở, kiểm tra có trọng tâm trọng điểm, coi trọng kiểm tra dấu hiệu vi phạm ở các đơn vị trì trệ, tình hình phức tạp. Hoạt động dân vận Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị cần phát huy tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và các dự án công trình trọng điểm của tỉnh, của huyện. Đối với văn phòng cấp ủy, thực hiện tốt nề nếp báo cáo thông tin kịp thời, ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai phòng họp không giấy. Về nhiệm vụ trọng tâm trước mắt, đồng chí nhấn mạnh thêm, cần tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ gọi công dân nhập ngũ vào Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân năm 2023, tiếp tục thực hiện đợt cao điểm đấu tranh chấn áp các loại tội phạm từ nay đến Tết Nguyên đán 2023, tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đẩy mạnh các phong trào thi đua, tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão, yêu cầu cấp ủy các ngành địa phương tập trung thực hiện những giải pháp cụ thể, thiết thực để chăm lo Tết cho nhân dân, nhất là gia đình nghèo, đối tượng chính sách, đảm bảo tất cả các gia đình, mọi người dân trong huyện đều có Tết. Tiếp tục kiên trì vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, dịp Tết Nguyên đán và đầu xuân. Chuẩn bị tốt các điều kiện về hàng hóa, lương thực, thực phẩm, các chính sách xã hội, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, phục vụ cho nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn. Tại hội nghị, Ban tổ chức đã trao thưởng cho các tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc công tác xây dựng Đảng năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 5 tháng 1, Liên đoàn Lao động huyện tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Đồng chí Đỗ Trung Kiên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Phạm Vinh Dự, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Ngô Chí Thục, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã về dự. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Trung Kiên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã ghi nhận biểu dương những kết quả trong công tác công đoàn huyện nhà đã đạt được, đồng thời đề nghị các cấp công đoàn trong huyện cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở, Đại hội Công đoàn huyện lần thứ 10, tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại diện chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công nhân viên chức lao động, tập trung triển khai các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và chương trình Tết sum vầy tại các công đoàn cơ sở có đông công nhân lao động. Chỉ đạo công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với chuyên môn, tổ chức có chất lượng hội nghị cán bộ công chức viên chức, hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc,
tiếp tục chỉ đạo công đoàn cơ sở tham gia với người sử dụng lao động, nâng cao chất lượng bữa ăn ca của người lao động, đẩy mạnh truyền thông hoạt động công đoàn cơ sở và các phong trào thi đua phục vụ sản xuất, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng tháng công nhân năm 2023 gắn với tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động với chủ đề kết nối công nhân xây dựng tổ chức, thực hiện cuộc vận động cán bộ công chức viên chức nói không với tiêu cực do Tổng Liên đoàn phát động và phong trào thi đua cán bộ công chức viên chức tỉnh Nam Định thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025 do Ủy ban Nhân dân tỉnh phát động, tiếp tục vận động đoàn viên người lao động tham gia chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19, đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các thành phần kinh tế. Tại hội nghị đã tổ chức trao cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh và giấy khen của Liên đoàn Lao động huyện cho các tập thể và cá nhân xuất sắc trong công tác công đoàn 2022. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 6 tháng 1, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022, trọng tâm công tác năm 2023, triển khai kế hoạch năm, tặng quà Tết Nguyên đán Quý Mão. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lưu Thị Nghiêm, Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện. Năm 2022, theo chức năng nhiệm vụ, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện đã theo dõi quản lý chặt chẽ tăng giảm các đối tượng người có công hưởng trợ cấp hàng tháng, triển khai thực hiện các chế độ ưu đãi đối với người có công và thân nhân người có công theo pháp lệnh số 02, nghị định số 131 của Chính phủ, giải quyết kịp thời chế độ chính sách cho người có công và thân nhân gia đình liệt sĩ, thực hiện chi trả trang cấp dụng cụ chỉnh hình 2022 cho 121 trường hợp với tổng số tiền 308.850.000 đồng, chi trả ưu đãi trong giáo dục và đào tạo cho 34 trường hợp với tổng số tiền trên 300 triệu đồng. Tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện và hướng dẫn các xã thị trấn tổ chức thăm hỏi, tặng quà và trợ cấp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ cho đối tượng người có công, thân nhân của người có công. Tham mưu Ủy ban Nhân dân huyện thành lập các đoàn thăm hỏi, tặng quà cho hộ người có công có hoàn cảnh khó khăn tại các xã thị trấn. Bên cạnh đó, còn đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ, hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho người có công. Trong năm 2022, từ nguồn của Trung ương đã hỗ trợ cải tạo nâng cấp 8 nghĩa trang liệt sĩ với số tiền 3,6 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa của tỉnh, hỗ trợ xây mới 3 nhà, sửa chữa 9 nhà ở cho người có công với số tiền 600 triệu đồng. Từ nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa của huyện, hỗ trợ nâng cấp 4 nghĩa trang liệt sĩ với số tiền 280 triệu đồng. Song song với đó, còn tập trung đẩy mạnh công tác dạy nghề, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động. Trong năm đã tổ chức 17 lớp dạy nghề cho 540 người. Tham mưu Ủy ban Nhân dân huyện xây dựng và triển khai kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025. Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ, theo dõi, quản lý chặt chẽ tăng giảm các đối tượng bảo trợ xã hội, hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Thẩm định tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện ra quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng cho thêm trên 2.000 đối tượng. Thực hiện tốt công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, đảm bảo các chế độ ưu đãi của nhà nước đối với trẻ em theo quy định. Phối hợp tổ chức lễ phát động chiến dịch phòng chống đuối nước trẻ em tỉnh Nam Định tại trường Trung học cơ sở Hải Phương, trao tặng áo phao cho 90 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của 3 xã Hải Bắc, Hải Phương và thị trấn Yên Định. Tại hội nghị, đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác lao động thương binh và xã hội năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 13 tháng 1, Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác văn hóa thông tin và phát thanh truyền thanh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Lưu Thị Nghiêm, Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện dự và chỉ đạo hội nghị. Năm 2022, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, song dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ủy ban Nhân dân huyện đã điều hành và tổ chức tốt nhiệm vụ, thực hiện tốt việc tuyên truyền, cổ động trực quan, treo cờ Tổ quốc tại các ngày lễ lớn của dân tộc. Công tác xã hội hóa tiếp tục được đẩy mạnh, huy động mọi nguồn lực xã hội, tạo nguồn kinh phí để xây dựng, nâng cao chất lượng các thiết chế văn hóa, các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Ban hành tiêu chí và triển khai xây dựng mô hình xóm văn hóa kiểu mẫu,
đã xây dựng được 2 mô hình xóm văn hóa kiểu mẫu tại xóm Quang Thanh, xã Hải Quang và xóm 2, xã Hải Châu. Hiện nay, huyện Hải Hậu đã lắp đặt gần 3.000 dụng cụ thể thao ngoài trời ở 390 xóm tổ dân phố, với số tiền trên 20 tỷ đồng, trong đó 80% là xã hội hóa. Phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại thu hút được nhiều đối tượng tham gia với các loại hình hoạt động phong phú. Số lượng các câu lạc bộ thể thao ngày càng phát triển, duy trì hoạt động thường xuyên và có chất lượng. Phong trào thể dục thể thao quần chúng tiếp tục phát triển. Về công tác thông tin truyền thông, trong năm 2022, công tác chuyển đổi số đã được chỉ đạo quyết liệt, có sự đồng thuận của các cấp các ngành trong tổ chức thực hiện. Các phòng chuyên môn, 34 xã thị trấn đã sử dụng phần mềm quản lý, văn bản điều hành trong điều hành giải quyết công việc, đẩy mạnh ký số văn bản, tổ chức các hội nghị trực tuyến hai cấp của huyện, xã đã đáp ứng yêu cầu về chất lượng, hiệu quả, phục vụ cho việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chung của huyện. Việc đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, chuyển đổi số trong thời gian qua đã góp phần nâng cao năng lực chỉ đạo điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ doanh nghiệp và người dân hiệu quả hơn. Hệ thống phát thanh truyền thanh từ huyện đến cơ sở đáp ứng tốt yêu cầu tuyên truyền và chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến xã thị trấn. Chương trình ngày càng phong phú chất lượng, duy trì và đảm bảo thường xuyên chất lượng hoạt động của cổng thông tin điện tử huyện, đáp ứng tốt yêu cầu công tác chỉ đạo điều hành. Tại hội nghị cũng đã tổ chức khen thưởng cho các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác văn hóa thông tin, phát thanh truyền thanh năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 5 tháng 1, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác đầu tư vốn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Hải Hậu năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Triệu Đình Vị, Phó Giám đốc Agribank chi nhánh tỉnh Nam Định, đồng chí Phạm Vinh Dự, huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, trưởng ban chỉ đạo đầu tư vốn Ngân hàng huyện Hải Hậu. Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2022 trong điều kiện có nhiều khó khăn thách thức, nhưng với truyền thống đoàn kết quyết tâm, Ban Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Hải Hậu đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao, đóng góp một phần không nhỏ vào kết quả xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế của huyện. Năm 2022, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Hải Hậu đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, nguồn vốn 2.244 tỷ đồng, tăng 181,4 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 109% kế hoạch giao, tốc độ tăng trưởng đạt 8,9%, dư nợ 1.934,5 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 8%, đặc biệt là chất lượng tín dụng rất tốt, nợ xấu chiếm tỷ trọng 0,02% trên tổng dư nợ. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Hải Hậu đã có những chính sách rất thiết thực nhằm hỗ trợ cho người dân vay vốn giảm bớt khó khăn, phục hồi sản xuất sau đại dịch COVID-19, như miễn giảm lãi đối với các khoản nợ, xử lý rủi ro, giảm 20% lãi suất đối với các đối tượng thuộc ngành nghề cho vay theo Nghị định 31 của Chính phủ trong thời gian từ ngày 1 tháng 12 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. Tuy thời gian giảm đồng loạt lãi suất không nhiều, nhưng đây là sự cố gắng chia sẻ của Agribank đối với khách hàng, và Agribank là một trong những ngân hàng đi đầu trong việc giảm lãi suất tiền vay. Hoạt động của mạng lưới phòng đại diện, tổ vay vốn tại các xã thị trấn đều được kiện toàn cho phù hợp với mô hình sát nhập thôn xóm tại các xã, đã hoạt động rất tốt. Từng thành viên phòng đại diện, tổ vay vốn đã thực hiện tốt vai trò chức năng nhiệm vụ của mình, phối kết hợp cùng với ngân hàng từ khâu tư vấn thẩm định cho vay đến khâu thu nợ, thu lãi hàng tháng và xử lý nợ xấu, nợ quá hạn nếu có. Điều đó góp phần giảm dư nợ xấu phát sinh, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Với những kết quả đã đạt được, trong năm đã có 6 tập thể phòng đại diện, 14 tập thể tổ vay vốn và 43 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Ngân hàng Nông nghiệp huyện Hải Hậu và đã được đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen. Tại hội nghị đã khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ngân hàng thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Hải Hậu năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Hải Hậu tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Văn Kỳ, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Thực hiện kế hoạch thủy lợi năm 2023 đã được phê duyệt về sửa chữa, xây đúc, nạo vét trong đông xuân 2022-2023.
công ty đã phối hợp với các xã thị trấn theo phân cấp công trình để triển khai kiểm tra đôn đốc thực hiện. Công tác nạo vét đã hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao. Kết quả thủy lợi thực hiện nạo vét đạt 113,7% so với kế hoạch, đắp bờ vùng cấp 3 đạt 142,8%, 32 công trình xây đúc. Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, nhiều xã đã phát động nhân dân đầu tư xây dựng tuyến đường hoa gắn với kè bờ kênh trong khu dân cư để làm đẹp cảnh quan. Năm 2022, các xã thị trấn trên hệ thống đã đầu tư kiên cố hóa kênh mương gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới làm đường hoa cây cảnh. Đến nay đã triển khai thực hiện được tổng số 265 kênh và đoạn kênh với chiều dài khoảng 103,61 km bằng nguồn vốn huy động tiêu chí sáng xanh sạch đẹp. Phối hợp với các địa phương sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi gắn với quy hoạch nông thôn mới, gắn kết giữa củng cố hệ thống bờ vùng và nâng cấp tuyến đường giao thông nội đồng. Bên cạnh đó, công ty cũng thực hiện tốt các hoạt động xã hội từ thiện như xây dựng quỹ bảo trợ trẻ em, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ hỗ trợ nông dân, quỹ vì người nghèo với số tiền trên 75 triệu đồng, quỹ phòng chống thiên tai 112 triệu đồng, công tác khuyến học khuyến tài được quan tâm. Năm 2022, Hội đồng thi đua khen thưởng, công ty đã xét tặng danh hiệu lao động tiên tiến cho 157 cá nhân, tặng giấy khen cho 2 tập thể và 31 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2022. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho tập thể phòng kế hoạch tài vụ. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 6 tháng 1, Đảng bộ xã Hải Hưng long trọng tổ chức trao tặng huy hiệu Đảng đợt 2 tháng 9 và đợt 7 tháng 11 cho các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Phạm Văn Oánh, Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện về dự và trao huy hiệu cho đảng viên. Tham dự buổi lễ còn có các đảng viên trong Đảng bộ xã Hải Hưng. Tại buổi lễ, đồng chí Đại tá Phạm Văn Oánh, Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện đã chúc mừng và trao tặng huy hiệu Đảng 30, 40, 40 năm, 50, 55 năm và 60 năm tuổi Đảng cho 27 đồng chí đảng viên đợt 2 tháng 9 và đợt 7 tháng 11. Chúc mừng các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt 2 tháng 9 và đợt 7 tháng 11, đồng chí khẳng định đây là niềm vinh dự tự hào không chỉ của cá nhân mỗi đồng chí đảng viên mà còn là niềm vui chung, niềm tự hào của gia đình, chi bộ và toàn Đảng bộ xã Hải Hưng. Việc trao tặng huy hiệu Đảng là hình thức khen thưởng đặc biệt của Đảng nhằm ghi nhận công lao, sự hy sinh phấn đấu gian khổ liên tục bền bỉ của các đảng viên vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Ngay sau lễ trao huy hiệu Đảng, các đảng viên đã được quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Cũng trong buổi sáng cùng ngày, Đảng bộ xã Hải Hưng tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường, đã chỉ đạo tổ chức bầu cử chức danh lãnh đạo và cấp ủy chính quyền các đoàn thể xóm sau sáp nhập, tạo sự đồng thuận thống nhất của cấp ủy chính quyền và nhân dân. Công tác cán bộ được thực hiện chủ động, kịp thời, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, thực hiện có bài bản đúng quy định. Công tác kiểm tra giám sát và phòng chống tham nhũng được tăng cường. Công tác dân vận và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội được phát huy có hiệu quả, góp phần thành công vào cuộc bầu cử chức danh trưởng xóm và đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Công tác phòng chống dịch COVID-19, công tác xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu được quan tâm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được ổn định. Tại buổi lễ, Đảng bộ xã Hải Hưng đã khen thưởng cho các chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, nhằm giúp cho các bé được hòa mình vào không khí rộn rã của ngày Tết Nguyên đán đang đến gần, sáng ngày 9 tháng 1, cô và trò trường mầm non Hải Lý tổ chức chương trình Bé Vui Đón Xuân Quý Mão 2023 với nhiều hoạt động ý nghĩa bổ ích. Về dự và động viên ngày hội có đại diện Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Nam Định, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện cùng lãnh đạo địa phương. Đến với chương trình, các bé được tham gia biểu diễn và thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc, được tham quan trải nghiệm thực tế đi chợ Tết, mua sắm với các sản phẩm đặc trưng truyền thống của địa phương như gạo, rau củ, đến các sản phẩm hàng hóa mang không khí của ngày Tết như bánh kẹo, mứt Tết, bánh chưng. Các bé được vẽ hoa, tô tượng và tham gia các trò chơi dân gian với sự chuẩn bị chu đáo, khéo léo của các cô giáo trong nhà trường. Đặc biệt các bé còn được trải nghiệm, được các cô hướng dẫn về nguyên liệu làm
và cách gói giò bánh chưng truyền thống của dân tộc. Bánh sau khi gói xong, nhà trường sẽ tổ chức nấu và sẽ là quà tặng vô cùng ý nghĩa cho bé thưởng thức trong những ngày học sắp Tết. Thông qua chương trình không chỉ giúp cho trẻ phát triển kỹ năng giao tiếp, ứng xử, vận động, nâng cao tinh thần đoàn kết, hình thành kỹ năng phối hợp tập thể, biết chia sẻ, nhường nhịn bạn bè, hiểu hơn về văn hóa dân gian của dân tộc. Mặt khác còn giúp trẻ nhận biết và cảm nhận được ý nghĩa của ngày Tết cổ truyền, tạo cơ hội để các bé cùng những người thân yêu trong gia đình có những trải nghiệm khó quên khi Tết đến xuân về. Đây cũng là dịp để giáo viên nhà trường nâng cao nhận thức về việc tổ chức ngày hội, ngày lễ cho trẻ trong trường mầm non, giúp giáo viên linh hoạt chủ động trong các hình thức tổ chức sân chơi cho trẻ, tạo được sự gắn kết giữa gia đình và nhà trường trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết cổ truyền của dân tộc. Những ngày này, người người nhà nhà rộn ràng tấp nập đi sắm Tết. Một trong những nơi thu hút đông người nhất đó chính là chợ Hoa Xuân, được tổ chức ngay tại trung tâm nhà văn hóa huyện. Chợ Hoa Xuân đông vui, nhộn nhịp và thu hút nhiều người nhất, bởi đi chợ hoa không chỉ để mua hoa mà còn để thưởng hoa, ngắm hoa, cảm nhận cái không khí rộn ràng của ngày xuân đang gần kề. Phần cuối của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Rộn ràng chợ Hoa Xuân năm 2023. Có mặt tại chợ Hoa Xuân Quý Mão năm 2023 tại trung tâm nhà văn hóa huyện, điều mà ai ai dễ dàng thấy đó là Tết cổ truyền đang đến rất gần. Không khí xuân đã và đang tràn ngập khắp mọi nơi. Các loại hoa trưng bày tại đây chủ yếu là bích đào, đào phai, quất cảnh, bưởi cảnh, mai vàng, cây bonsai, các loại phong lan, hoa ly, hoa cúc và bonsai, đỗ quyên, hoa trạng nguyên. Đến hẹn lại lên, chợ Hoa Xuân luôn nhận được sự đón đợi của nhiều người với sự nhộn nhịp tưng bừng trong muôn sắc màu rực rỡ của các loài hoa, cùng không khí tấp nập của mọi người đến tham quan và thỏa sức lựa chọn cho gia đình mình những cây hoa chậu quýt ưng ý nhất để trưng bày trong những ngày xuân. Dạo quanh chợ Hoa Xuân những ngày này, không chỉ chúng tôi mà ai ai cũng ngỡ ngàng trước nét đẹp rực rỡ của muôn màu muôn sắc với đủ các loại hoa và không khỏi ngạc nhiên trước sự đa dạng hóa các giống hoa cây cảnh dưới bàn tay tài hoa của người người yêu hoa, yêu cây, đã tạo nên trông rất độc đáo và bắt mắt. Chợ Hoa Xuân năm 2023 đang rộn ràng khoe sắc ngày Tết. Người bán người mua nhộn nhịp, ai cũng muốn mang về cho mình những chậu hoa đẹp nhất để trang trí và đón cái Tết an vui. Có thể nói, chợ Hoa Xuân làm nên không khí Tết, làm nên sự tươi vui và háo hức trong những ngày cuối năm. Hòa trong dòng người tấp nập chợ Hoa Xuân, chúng tôi gặp ông Vũ Văn Quang, xã Hải Thanh, đi xem và chọn cho gia đình một cây quất về chơi trong dịp Tết. Chia sẻ với chúng tôi, năm nào gia đình cũng phải có cây quất trưng Tết để mong một năm mới bình an may mắn. Năm nay quất cảnh và đào ta, đào bích khá phong phú, kiểu dáng đẹp, nhiều lộc lá, giá bán cũng hợp lý. Thì hôm nay là chợ hoa mở thì đến cũng muốn chọn cho gia đình một cái cây quất về để chơi Tết. Để trong cái dịp đầu xuân mới, vì theo cái tư tưởng của mình là cái quất này nó có đầy đủ các cái hoa, có nộ, rồi thì có lộc, cho nên là mình chọn một cái tương đối ưng ý. Và là giá quất năm nay thì thực ra là nó cũng rất là hợp lý, nếu so với mọi năm thì rất hợp lý và cây cũng rất là đẹp. Bên cạnh những hàng đào, hàng quất, chợ Hoa Xuân còn bày bán hàng trăm loại hoa cây cảnh các loại. Và tất nhiên, không thể thiếu những chậu hoa cúc, hoa lan, hoa ly, trạng nguyên, lai ơn, cát tường và cả những gốc mai vàng được vận chuyển từ miền Nam ra. Mỗi loại cây có vẻ đẹp khác nhau nhưng đều mang thông điệp bình an, ấm no sung túc đến cho gia chủ. Nhìn những nụ cười của cả người bán người mua, chúng tôi cảm nhận được không khí Tết đến xuân về trên quê hương hải hậu anh hùng. Năm nay là sẽ xu hướng của năm nay là lan hồ điệp sẽ rất là được ưa chuộng. Cái thứ nhất là mang cái sắc xuân mới và tươi tắn và trong không gian gia đình nó rất là sang trọng. Và ví dụ như một giò lan đại như thế này đấy ạ. Đấy, một giò lan đại như thế này, chúng ta chỉ có phải bỏ ra là tiền giá trị tương đương với một cây quất lớn thôi. Nó chỉ tầm 3 triệu. Các bạn đã có chơi mà trong khi đấy là rất là bền. Nó sẽ chơi được tầm hết tháng 2. Và hy vọng là mọi người sẽ
sắm sửa và mang cái sự tươi mới cũng như cho gia đình nhà mình cũng giống như là cho toàn thể đất nước đón chào một mùa xuân mới. Rời chợ hoa xuân Quý Mão năm 2023, đến vườn đào của gia đình anh Vũ Minh Kỳ, khu 4 thị trấn Yên Định, một trong những vườn đào được khách sành chơi đánh giá là đẹp và đa dạng nhất nhì huyện. Từ xa đã thấy sắc hồng từ những nụ hoa đào nở sớm, những lộc non đang đua nhau vươn mình trỗi dậy, sắc cam từ những quả quýt chín mọng, chợt thấy mùa xuân như đã về rất gần. Đang bận rộn với công việc chăm sóc những gốc đào, chuẩn bị phục vụ nhu cầu chơi đào Tết của khách hàng trong huyện ngoài tỉnh. Anh Vũ Minh Kỳ, chủ vườn đào cho biết, năm nay nhà anh trồng gần 2.000 gốc đào, gồm đào ta, đào phai, đào bích với các kích cỡ khác nhau. Để có được những cây đào thế đẹp ra nhiều nụ, cánh hoa thắm, dày và nhiều lộc, người trồng đào phải chăm sóc rất kỳ công và tỉ mỉ trong rất nhiều khâu như làm đất, bấm ngọn, tuốt lá, hãm đào và phòng bệnh cho đào. Đối với đào thế, phải trồng từ 2-3 năm trở lên mới cho dáng đẹp. Trong tiết trời của mùa đông lạnh giá, những cành đào khẳng khiu đã bung những bông hoa đầu tiên. Nhìn những nụ đào khoe sắc báo hiệu một mùa xuân mới đã về, màu đỏ thắm của hoa đào còn là lời ước nguyện chúc phúc đầu xuân, bình an trong năm mới. Trong cái năm nay, thời tiết rất ủng hộ cho nhà vườn như trồng đào. Hiện tại thì trong cái khách và bà con sắm sửa Tết thì tôi thấy là như vườn tôi đây thì là đạt được khoảng 70%. Với cái mức giá của cái năm nay thì trên cái thị trường thì từ 1 triệu cho đến 3 triệu, 5 triệu. Thì nói chung là bà con nhân dân cũng rất là đi sắm Tết đồng đều. Trong không khí se lạnh khi trời đất sang xuân, những chậu hoa cây cảnh sẽ tiếp thêm sức mạnh về tâm hồn, nét đẹp để chuẩn bị đón chào một năm mới. Bởi theo quan niệm của nhiều người, chậu hoa cây cảnh ngày Tết không chỉ là thú vui tao nhã mà còn mang tài lộc và ước nguyện may mắn đến cho mỗi gia đình. Và đi chợ hoa xuân ngày Tết đã trở thành một trong những nét đẹp truyền thống của người Việt khi Tết đến xuân về. Phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Hậu tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!